chung để cái link hôm qua link khác chứ, hay là link hôm qua là một cái link luôn đó, một link đó. Từ sẽ chưa lên rồi, lên rồi đó. Không phải cái link hôm qua đâu, để vậy chứ mấy vậy gì đấy được. À, đang trực tiếp mà. Sao có một công nhỏ ấy. Ừ, chưa có full screen mà. Full screen sao đây trời. Vào trong Optician, video Optician ở đâu hả? Hình như quay lại á. Mấy đâu trời. Không có. Không có luôn. Không có cái. Đúng rồi, cái này nó kéo màn hình ra, bật lên nó bự quá. Ông bao nhiêu in mà sao nó bự được, chắc cũng 15 laptop chứ 15.6 in thì còn nó nhỏ tí thôi mà thì này đó, nhỏ quá. mở cái này cái nó bự luôn. Video vào trong video là đi trong video video xin kia mà là đi ngoài kia có trên chất lượng và dầu đang trong chắc trong đó đó. Quality. Mò đi. Chắc không có đâu. Bên mẫu xin có rồi đấy. Có đâu thế? Từ đâu? Phải scan nó nữa. Mấy ông cứ chỉnh nó cao lên. Nó đẹp hơn mà. Thiệt hả? Thì để 1028. 1028 nữa. Cỡ này được. Cái đó là cỡ chuẩn đó. Cứ kéo nó mặt lên xem nó có đẹp không, có đẹp không đã. Ông chưa mở phun như kén nữa. Mẹ mở xem. Cái nào? Ở thơ đấy à? Cái nào quá? Không, nhưng mà mở cái gì? Cái này là thông tin mà. Thông tin hả? Information hả? Sao nó chưa nẹt theo? À, biết làm gì chết liền ấy đúng không? Nè cái này cái tên chưa sửa kìa ba. Nhắc lại cái tên mới nhớ. Vai. Phải là nhớ.
cái tên của sao sao nó chuyển được hay gì trời. Tao bật bật nến, bật nến này. Mà nhắc đèn buồn cái tên mấy chợ kia. Sao nó chuyển được hay gì trời. Vẫn như hôm qua hả? Như hôm qua thôi à? Để coi lại. Sao mấy anh kia nó làm rõ lắm vậy ha? Ông ơi, quay đặt video kia. Ông đâu mà thêm mình đang thêm mà thêm tăng cái độ phân giải của màn hình nữa. Là sao? Độ phân giải hả? Độ phân giải lúc ông kẹo 1028 đó đó, cái đó gọi là độ phân giải đó. Cho nó càng nó cao lên. Mở full màn hình nữa. Khổ như cái này. Hả? Khổ thiệt. Bình thường cái chữ full screen nó có luôn mà đâu có kiểu này. Giá công còn là thêm tùy chọn mà. Chắc do xài Optifine. Đó. À, ra chắc do xài. Trong một khạc đó lúc này mới thấy nó khạc kia. Video Steam. Rồi trong cài đặt video có một khạc đó. Con kia bà. Cái gì cái gì? Lắc quá nghe không được. Ừ, cười chân cho nó cao một tí nữa đi. Thật. Cao thêm tí nữa. Được chưa? Nó cười đẹp một bãi sầu sầu đi. Hả? Được chưa, được chưa? Đâu mở phone mới luôn. Phone mở sao quá. Ở phía góc bên trái có chữ full screen. À thấy rồi, thấy rồi. Nãy chứ không để ý. Cái thêm cái này nó thêm nhiều cái hiệu ứng ấy. Có thêm FPS. Bật đi. Okay, sorry. Không full được. Nhưng mà anh nó rộng hơn nè. Anh nó rộng hơn. Không phun được. Scansus. Được rồi. À, chỉnh maximum luôn á. Công nhận là maximum rồi. Full rồi đó. Vãi rồi. Rồi. Sao? Thấy sao? Sao? Cái này chắc không phải do ở đấy đâu. Do cái gì? Do cái phần mềm quay phần mềm livestream của ổng á. À,
chỉ dùng phần mềm bây giờ một tí thôi, chắc do phần mềm livestream rồi. Công nhân trong phần mềm livestream có chẳng cái độ phân giải trong có cái chất lượng livestream đó. Mấy con thử rồi hình như ổng chỉnh nó 480 rồi, cứ để 720 nó khác liền à. Mấy giờ nó đỡ hơn lúc này tí nè, nhìn nó nét hơn tí à, nét hơn cũng cứ khá. Do cái phần mềm lá chim rồi, cái đẹp độ phân giải trong đó là chắc ông quay video về chất lượng 180 rồi, ông để 720 hoặc 1024, 102. Giờ tôi biết nó làm ở đâu chết liền á, để lên Google. Ông cứ mở cái phần mềm quay video của ông lên là nó có ngay mà. OBS thôi. Mà ông quay bằng phần mềm gì chỉ rửa để tôi tải về nữa. OBS. Thằng virus nó giới thiệu. Hả? Thằng virus nó giới thiệu. Ai cũng nhung mà. Gửi lên cho mình. Cái máy cũ mà mở 2-3 cái như này chắc chết. Tôi không có hỏi ông. Mấy giờ ngủ? Ừ. Mấy giờ ngủ? Mấy giờ ngủ? Thằng này hỏi tôi còn biết được. Thằng này dễ hơi ngực rồi. Ok. Sao rồi? Coi chưa? Hả? Coi phần mềm nó chưa? Đang cài nè. Lâu thế? Lắc lắm á, mở 2-3 cái lắc lắm.
đợi trên Google với cho nhân. Lâu thế. Ghi hướng dẫn chỉnh độ phân giải thôi mà. Sao rồi không? Đang coi, đang coi. Hey, xin chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay lại màn hình bằng cái phần mềm OBS Studio. Thì với phần mềm này chúng ta có thể là quay với chất lượng là 1920x1080 với khung hình là 60 frame trên giây. Thì để đầu tiên các bạn sẽ cần phải download phần mềm OBS Studio này, YouTube, Twitter. Chuột ở đây các bạn cũng nhớ phải và chọn add. Ở đây chúng ta sẽ chọn là display cap. Rồi các bạn bấm ok. Ở đây thì nó sẽ đây là cái màn hình máy tính chúng ta bấm ok rồi xong. Thì ở đây các bạn sẽ điều chỉnh cái độ phân giải ở đây vào đâu, ở đâu setting à, và các bạn vào cái mục video rồi sau đó các bạn sẽ gõ là 1920x1080 ok, và ở phía dưới đây các bạn sẽ chọn RAM trên dây, khung hình trên dây. Thì các bạn chọn 60 hoặc 30. Ồ, hiểu rồi.
1920, 1080. Khung hình là chỉ có 30 frame thôi, hèn chi. Alo. Alo. Còn sống hay đã chết? Các bạn. Rồi, rồi đó. Nghe không? Được rồi, được rồi. Sao giọng của tao giọng của tao qua bên này nghe nó kỳ kỳ vậy. Giọng tôi kỳ quá bây giờ ơi. Sao gõ chữ không được ta? Gõ chữ không được. Cái bàn phím này nguy hiểm quá. Cái bàn phím này mày mày còn nỏ à. Ừ. Thật là nguy hiểm. Ấn trúng cái nút gì đâu. Đang nghiên cứu rồi. Mấy giờ? Mấy giờ đi? Hả? Mấy giờ? Tới nữa, chắc cũng tới có mà. Mấy giờ rồi? Không nhìn thấy đồng hồ. 7 giờ kẹp máy. Hồ Chí Minh. Đây. Kịp trời. Hà Nội. Hà Nội là thủ đô mà làm gì không có được. Mở tới 4 chương trình một lúc luôn. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mà không có. Cái máy kêu ổng chạy nhất cũng được 20 chương trình đó. Ừ. Thế biết bị gì trời. Sậu đi, sậu đi. Cái nữa bạn đi sân bay Hà Nội. Ơi. Phải thằng khởi động lại. Đi về sân bay Hà Nội đúng không? Chứ về Hà Nội chứ đâu. Thủ đô mà làm gì mà không có sân bay quốc tế. Sân bay Nội Bài đó trời. Đợi chút để khởi động lại.